đầu tiên không? Ok, hết xăng ra. Xăng tiền à? Được. Có tiền đổ xăng chưa? Chưa. Chưa ra, muốn lấy tiền không? Có trò này hay lắm. Chơi không? Có chơi chơi mini game lấy tiền. Lấy tiền đổ xăng nhưng mày tính chắc bộ đi luôn à? Chơi cho gì được. Cho gì được, cho gì chơi. Rồi ok, vậy tấp vào đây. Tấp vào chỗ mát bên này. Đấy. Đấy, và sau một hồi mình đi lòng vòng mình kiếm mọi người để trôn thì lại tình cờ gặp hai thằng em. Hai em Huỳnh nó đang đi hết xăng gặp đường. Đấy, và nó không có tiền đổ xăng, vào hôm nay mình sẽ cho nó một cơ hội. Ok, cho nó một cơ hội để nó có tiền đổ xăng mà đi cho nó. Chả nhẽ chắc bộ từ đây về nhà. Nhà cách khoảng hơn 2 cây vậy, hơi vất vả đấy. Ok, chơi không? Dạ. Thằng nào xung quanh chơi đầu tiên? Ok, rồi chơi. Ok, và ta sẽ tiến hành mini game nha anh em. Và trò này cực kỳ dễ luôn, mình theo mình thấy là đảm bảo dễ luôn. Đấy. Bây giờ muốn bao nhiêu tiền? 20k. 20k đủ đủ một ly xăng được rồi. Là muốn 20k để đổ xăng. Muốn 20k đổ xăng. Ok, mình sẽ cho nó 20k. Để xem tụi mình có 20k không. Chứ mình không có tiền lẻ. Sao hết tiền mẹ rồi. Thôi, để khuyến mãi cho nó, mình cho nó luôn 50. Wow. Đấy, 50, ok, 50 đâu, hay chỉ 20. Chơi luôn. Chơi luôn 50 rồi. Sẽ dán tờ tiền này lên cái đán. Đấy, mình sẽ dán dán bằng băng keo hai mặt nha anh em. Dán tờ tiền này lên. Rồi. Rồi. Dán rồi. Đây. Rồi, xin dán lên trang của nó. Ok. Rồi, bây giờ nó sẽ không dùng tay. Không dùng bất cứ gì hết, nói chung không dùng lấy tờ tiền mà lấy được tờ tiền đấy là tờ tiền nó sẽ là của mày. Đấy. Ok, lấy đi. Quẩy lại. Rồi, được rồi. Có vẻ là gần được rồi. Có được chưa? À, nó có hội cực kỳ dễ luôn, kiếm tiền lắm. Tiền rất là dễ kiếm. Không được hả? Bây giờ có nạp thử không? Không được hả? Không được, vậy thôi trả tiền thôi. Thì sau một lúc vật vã với số tiền này cực kỳ là dễ nhưng mà không đủ trình độ. Đấy, có cảm nhận gì? Em có cảm nhận gì? Đau đầu, mệt. Đau đầu mệt á? Tiền mà nó đau đầu mà nó mệt đấy nhá. Đương nhiên là tiền mà tự nhiên nó đập vào trán này, đương nhiên là phải đau đầu, phải mệt rồi đúng không? Nhưng mà thôi, đằng nào cũng được, nó cũng tội thôi. Để mình đã sai thằng em đi mua sẵn cái xăng đổ xe rồi. Đấy, chẳng qua mình chơi cho vui thôi chứ mà đố mày lấy được. Thề luôn, đố thằng nào lấy được 50 ngàn của tao, ok? Vỗ tay. Này bây giờ nè, chúng chơi một trò chơi, ok? Thì ai thắng thì sẽ được 50 ngàn. Chấp rồi mà không chân trước nữa, bắt ăn trước rồi mày. Ai thắng thì sẽ được 50 ngàn nhá. Đấy, 50 ngàn này nha anh em. Rồi bạn nào xung phong chơi trước. Ok, rồi em đứng chỗ đấy luôn, đứng chỗ đấy chơi trước, đứng chỗ. Rồi được đấy. Rồi, Đạt chuẩn bị xong chưa? Và Đạt 09 của chúng ta sẽ rồi đấy. Đạt sẽ dán vết tóc lên, còn dán tờ tiền lên trán. Ok, dán rồi. Thấy nó mạnh không? Bây giờ bạn Hiến đúng không? Bạn Hiến không dùng tay. Không đụng đến tờ tiền mà lấy được tờ tiền ra thì tờ tiền đấy sẽ là của bạn Hiến. Ok. Thời gian. Cho mình chừng nào mình nghĩ. Rồi nhảy đi. Nhảy hay lắc hay gật thì quay ra đây. Ừ, nhảy hay là mình gật hay là gù được kiểu sao đấy, là sao cho rớt tiền là được. Làm như thỉnh điểm. Fucking wow shit. Là đây, nhiệt tình đi. Rồi à, đúng rồi, lắc cho mạnh đó không, nó bay. Bay
Rồi, tiếp tục đấy. Lắm đấy, đúng rồi, đấy, phải mạnh lên, coi cẩn thận đập đầu vô chứ. Ra đây, ra chỗ này, ra đây, chỗ trong đầu đây. Đấy, ghế lắc đi bà. Đi ra đến lần ghế lắc. Cố lên, cố lên. Nhật tay lên. Đấy, nhật tay lên. Mình đã nghĩ là nếu thằng nào lấy được nhưng mà điên nó tính tới được. Buồn thật. Thôi dù sao thì Hiến đúng không? Hiến thì cũng thắng rồi. Thôi thì thắng thì có thưởng thôi đúng không? Mình sẽ trao cho bạn Hiến phần thưởng 50.000. Buồn vãi luôn. Tự nhiên không mất 50.000. Thằng này chơi có duyên này, mấy lần trước mà nó còn nhất thế thôi. Lần nào cũng biết tôi trả lại anh nhá. Trả lại cho anh nhá. Ê, cho là anh 50%. 50% là 25.000. Lấy 25.000 thôi. Đào trăm luôn. What? Ồ, được. Ồ, thế mẹ phải biết nhiều đúng không? Không không, đừng 50.000. Đúng rồi, thằng này được này, đấy các bạn theo gói. Được 50.000 mà thôi, cho lại anh 25%. Ở quên 50% là được, cho lại 25.000. Được, ok. Thiếu mẹ 5.000 rồi. Thôi 22.000. Anh xin thêm 3.000 nữa. Đây, được chưa, ok, vui không? Vui không, vui không, vui không? Vui không? Vui mẹ, anh mất tiền anh buồn thì thôi, nó thì phải vui. Đây, có cảm nghĩ không, chơi dễ không? Chơi vui, anh nhớ nó xây cái đầu. Nhưng mà dễ đúng không, dễ phải không? À, đúng đấy rồi, cái gì này mẹ như không kiếm được 50.000 không dễ rồi chứ. Ok, cảm ơn bắt tay rồi đã cho lại mình 28.000. Ok, này chán này được này, rồi chán lên mẹ thề luôn, lần này mà được 50.000 mẹ tao đi đầu xuống đất. Ok, tao thử lần đầu thôi, rồi lắc đi, lắc mạnh lên, vỗ tay lên Việt, vỗ tay lên, đúng rồi. Mệt chưa? Mệt rồi. Mệt rồi hả? Được rồi, thở chỗ này, nghỉ chỗ này, mệt không? Mệt. Có dễ lên không? Mệt. Có dễ hay khó? Khó. Khó, mẹ đương nhiên phải khó, lần đầu tao cho dụ thôi. Tao phỉnh thôi. Damn! Quay. Sao? Có được không? Lộ gió đấy mà, gió. Đúng được không? Cố lên lần nữa. Dễ như cháu, không biết không làm được. Đang hồi nãy thằng kia nó rất nhiệt tình không? Nó còn được. Nhiều không? Là nó tắt hồi rồi đấy.
đủ cái điệu múa quạt ra thế cấy. Tao không được cái chú thua. Không mệt. Thua hả? Rồi quay ra đây, quay ra đây, quay gần ra đây. Sao liền chế rồi? Đứng dưới lại. Mày có cảm nhận sao? Tao thấy mệt không? Có mệt. Mệt hả? Đau đầu không? Không đau đầu hả? Ở chưa đau đầu là chưa mệt lắm. Vậy là bỏ cuộc đúng không? Không chơi nữa đúng không? Ờ à, vậy thôi. Đấy, anh lấy lại được tiền. Rồi đây rồi. Rồi ok. Rồi. Đáp em. Cố lên kia, cổ vũ đi, cố lên. Mặt ta coi, nhanh nhanh vào ta coi, nhanh vào, nhanh vào đấy. Gần được rồi, gần được rồi. Gần được rồi nha. Đâu? Mệt không? Chiến rồi. Không được thôi. Được không? Không được hả? Được không? Được không? Được không? Không được hả? Cảm giác sao? Chóng mặt hả? Rồi nặng họng đau đâu không? Đau đầu thì đương nhiên, mẹ tự nhiên tập tiền đập vào đầu rồi, đập vào chán không đâu. Hả? Thế giờ có muốn chơi được không? Chơi hả? Thua hả? Chịu thua không? Hai lần đi vừa rồi thì không ai được tụng tiền gái thôi, mình xin phép lấy lại. Đấy. Thôi để ăn uống hai bạn thì mình sẽ có phần quà ấy, phần thưởng dành cho hai bạn. Ok, để có dùng gì cũng tham gia thì hôm sau còn mình kêu còn tham gia tiếp, ok? Thôi thì đằng nào cũng không tham gia được, thôi mình lì xì mỗi bạn 10.000. Rồi, Việt đâu? Thôi lần hôm sau có chơi gì chơi tiếp nha. Ok, thì thua vẫn có thưởng, được chưa? Rồi, thắng thì nhiều tiền nhưng mà thua vẫn có thưởng. Rồi, được rồi. Rồi, chào anh em đây, chào mọi người đây. Chào.